Linh. Qua cái sự tình của gia đình thì Luân hiểu và thông cảm và đứng bảo vệ, bởi vì sao? Bởi vì Hồng Loan là đứa con duy nhất của ba, và Luân là đứa con nuôi của ba thì Luân phải có trách nhiệm để bảo vệ em Loan, cũng như là giống như thay ba để mà che chở bảo vệ cho Hồng Loan. Tôi không biết ấy, là khi anh nghe lại cái clip này, anh có cảm thấy mắc cỡ với những cái gì mà anh đang nói không? Tôi hỏi thật anh này, lúc trước có ai ép anh làm không? Chính bản thân anh tự nguyện. Anh nói lên cái điều này, đúng chưa? Bây giờ khi anh nói lên cái điều này rồi, anh có cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn và cảm thấy có lỗi với linh hồn của chú Linh không? Tôi hỏi thật anh, tại sao anh không làm được những gì trong lời hứa của anh, lời nói của anh? Thì thôi đã đành đi. Đằng này anh còn đi chung với một cái đám, một cái đám mà nó sỉ nhục con của ba nuôi anh. Anh là một nghệ sĩ, sao anh sống không có một chút sĩ diện nào hết vậy? Anh là một nghệ sĩ, anh biết cái từ sĩ không? Hả? Mà anh sống lại không có một chút sĩ diện. Cái lòng tự tôn của con người anh gạt bỏ hết rồi, không còn một chút lòng tự tôn nữa. Anh đi một cái đám ô hợp đó, anh không xứng đáng là một nghệ sĩ nữa đâu. Đất nước này trao tặng cho anh một cái tấm bằng, một cái nghệ danh là nghệ sĩ ưu tú, không xứng đáng. Vì anh có chút sĩ diện nào đâu, anh có một chút nào lòng tự tôn của anh đâu. Ai ép anh? Hay anh cảm thấy khi có con Hồng Ni nhảy vào lo cho Hồng Loan, anh cảm thấy là anh không còn kiếm chét được gì nữa, cho nên anh quay xe, đúng không? Anh quay xe cũng không ai thèm nói anh cái gì đâu. Nhưng tại sao anh đi với cái đám ô hợp, cái đám mà chửi em của anh, là con của chú Linh, là người mà anh kêu gọi bằng cha nuôi. Hai từ cha nuôi đó, khi anh nói lên, anh có còn cảm thấy là nó thiêng liêng nữa không? Đâu ai bắt ép anh đâu. Đâu ai bắt ép anh. Hả? Cũng chỉ vì tiền thôi, đúng không? Chỉ vì chia tiền thôi mà anh bất chấp danh dự sĩ diện. Tôi nói thật anh ấy, bây giờ cho dù anh làm việc thiện cách mấy đi chăng nữa thì cái bản chất của anh người ta không bao giờ tôn trọng được. Vì tất cả những gì anh nói nó còn mới ngày hôm qua, nó mới đây thôi mà, chứ đâu phải là lâu đời, đâu lâu năm, lâu kiếp đâu. Anh nói đó mà anh không nhớ hay sao? Hả? Ngày chú Linh mất, anh đội cái chiếc khăn tay, anh mặc chiếc áo tay. Vậy mà ngày hôm nay anh đi với một cái đám mà chửi con của ổng, đáng khinh bỉ, ghê tởm. Tôi ghê tởm với bản chất của con người anh. Con người nghèo, tiền nghèo bạc, nhưng đừng bao giờ nghèo danh dự, đừng bao giờ nghèo cái phẩm chất, đừng bao giờ nghèo cái đạo lý. Vứt một con người mà nó mất đi những cái tính chất đó rồi thì vứt. Anh có lập việc thiện cách mấy đi chăng nữa thì cũng vứt. Vì cái bản chất của anh nó đã như vậy thì làm thiện nó có thật lòng, thật tâm hay không? Trong vấn đề này, người ta làm thiện là người ta mang cái tâm thiện. Còn anh làm thiện, anh mang cái tâm gì vậy? Cái tâm của anh đã không thiện rồi. Cái tâm của anh là một cái tâm mưu đồ. Anh đến với Hồng Loan,
anh dùng những ngôn từ để ngày hôm nay anh quay lưng, anh lừa gạt tất cả khán giả, những người đã từng ủng hộ yêu thương anh. Vậy thì anh có xứng đáng là một nghệ sĩ ưu tú nữa hay không? Một nghệ sĩ mà lừa dối khán giả thì có đáng để cho khán giả tôn trọng nữa hay không? Hỏi thật anh, có phải anh đến với Hồng Loan, anh ủng hộ cho Hồng Loan ngay từ bước đầu, anh có mưu đồ đúng không? Chứ thật chắc anh chưa bao giờ ủng hộ cho Hồng Loan, đúng không? Anh chỉ coi Hồng Loan là công cụ kiếm tiền của anh thôi, đúng không? Thì tôi nói thẳng anh luôn này, với một người như vậy, cái bản chất con người anh nó như vậy, thì suốt đời của anh tôi nghĩ nó cũng sẽ như vậy. Người nào mà tiếp xúc với anh, cho anh cái lợi thì anh còn chơi. Nhưng khi anh thấy cái điều bất lợi rồi, tôi nói thẳng đó, bây giờ đó, bằng chứng Hồng Loan, và bây giờ anh đang đi chung với một cái đám đó đó, một đám ô hộp đó đó. Anh muốn nắm đầu Hồng Loan để làm công cụ kiếm tiền cho anh thôi. Nhưng khi có Hồng Ni á, thì anh không thực hiện được cái điều mong muốn đó. Cho nên anh rất là tức, và anh rất cay con Hồng Ni, đúng không? Anh rất cay con Hồng Ni, và anh dùng bằng mọi thủ đoạn để mà muốn dìm con Hồng Ni. Nhưng anh nên nhớ nè, người làm trời nhìn, người hại không bao giờ chết đâu, chỉ có trời hại mới chết nha anh nha, trời hại mới chết. Anh nhớ câu nói này